ngày 29 tháng 2, Công an Đà Nẵng cho biết Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vừa phát hiện 3 người đóng giả tu sĩ, lợi dụng lòng hảo tâm, từ thiện của các nhà chùa trên địa bàn để xin tiền. Cụ thể, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận trên phát hiện một nhóm 3 người có biểu hiện nghi vấn giả danh tu sĩ nên đã mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, những người liên quan được xác định là Nguyễn Minh Quang, 40 tuổi, Võ Duy Nhâm, 42 tuổi, Phan Văn Tài, 43 tuổi, cùng chú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Bước đầu, những người này khai giả danh tu sĩ từ tỉnh Nghệ An vào thành phố Đà Nẵng, một số tỉnh phía Nam và đến các chùa xin ăn. Cả nhóm sử dụng ô tô biển kiểm soát 37A để đi lại. Lực lượng công an còn phát hiện nhóm này mang theo nhiều chứng điệp giả sư, không do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp. Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh tu sĩ để tiếp cận, lợi dụng lòng hảo tâm nhằm xin tiền hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác.